Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, cố chấp một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã cổ vũ nha. Các anh chị đang nghe một ca khúc của nhạc sĩ Hồ Thùy Miên, Điểm Khúc Cuối. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, cố chấp một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa TikToker nha. Cảm ơn mình đã tham gia được like. Dạ, các chị nghe tiếng mà. Xin chào bạn Minh Phun nhé. Anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh ngực nở, anh còn yêu em lòng tim dàn vỡ. Mặt đàn thâu đêm thầm thì tổng dư
anh còn yêu em. Anh còn yêu em trên bên mi buồn, trên bên mi buồn. Anh còn yêu em nụ hôn xin tim không nhiều quá đêm. Anh còn yêu em buồn trăng dương tan khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em ngày trong giọt máu, anh còn yêu em ngờ hai người sống. Cách một câu nồng nàn yêu em, anh còn yêu em. Dạ dạ xin chào ạ. Anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mưa xuống, cửa đóng rèm buông, buông kề bên gối, buông kề bên môi. Anh còn yêu em vì sao ngập ngỡ. Anh còn yêu em lòng tin rằng vỡ. Mặt đàn thâu đêm, mặt đàn thâu đêm, thầm thì tâm sự. Biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai mười sáu. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em, anh còn yêu em. Xin chào bạn Lucky Trần Cao nha. Chào quý vị vừa lắng nghe hai ca khúc nhạc trữ tình chiến chiến của các nghệ sĩ Vũ Thị Minh và anh Bằng. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và cổ vũ. Dạ. Cảm ơn chị Lê Tuyền nha. Cảm ơn ca sĩ Vũ Thị. Cảm ơn chị Lưu Vũ ở bên Đài Loan. Dạ. Oh,
trong buổi live trực tuyến những buổi chiều từ 14:30 cho đến 16:00, chúng tôi luôn luôn có những cái phần thông tin chia sẻ những cái chương trình. Thật là đẹp, chất lượng mà chi phí hoàn toàn rất là hợp lý. Chúng tôi có thể nhận những cái đơn hàng từ 30 áo cho nên nếu quý vị có nhu cầu có thể hãy liên hệ với chúng tôi qua số online cũng như là bài tờ 0348 0348 0349, hoặc là liên hệ với chúng tôi qua email nhằm để tri ân với khách hàng. Chúng tôi luôn luôn mong muốn là được phục vụ khách hàng là một trong những cái niềm vui của chúng tôi. Rất mong quý vị hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Nam Phan ngày hôm nay qua số like 0343 0348 0349. Và quý vị nếu có yêu thích đường like này, hãy nhấn nút follow để ủng hộ tôi, để khi mà chúng tôi xúc những cái bản like hoặc là post là những cái video trực tuyến, những cái video offline, quý vị là sẽ là người đầu tiên để xem những video này. Những video này đã được làm rất là công phu và được edit cũng như là được dàn dựng bởi một cái ekip chuyên nghiệp để giúp cho quý vị có được nhiều thông tin nhất, nhiều nhất, cũng như là khi mà chúng ta xem chúng ta sẽ có nhiều cái điều lý thú và cuốn hút. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái điều mong muốn chia sẻ trong những cái buổi live và những cái điều thông điệp mà chúng tôi gửi gắm trong những cái video sẽ mang đến cho quý vị những giá trị tinh thần cũng như là những cái điều bổ ích nhất. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn hướng đến nhằm để tri ân quý vị khách hàng đã luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hơn ai hết, chúng tôi được hiểu rằng là để quý vị có thể tham gia để ngồi nghe chúng tôi chia sẻ trực tuyến trên kênh TikTok cũng như là kênh YouTube này, quý vị có bỏ vào một cái công việc khác. Chính vậy nên là chúng tôi rất là trân trọng và chân thành biết ơn quý vị. Xin chào bạn Nga Phượng nha. Chính vì vậy nên là chúng tôi luôn luôn tập dựng những cái bài hát trước để có thể là biểu diễn trong cái chia sẻ trong những cái đường live trực tuyến để phục vụ công nghệ cho quý vị. Chúng tôi mong muốn hy vọng rằng là những cái điều và những cái câu chuyện, những cái thông tin chia sẻ về sản phẩm áo phong phục trong chủ đề team building sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý vị hơn. Và đồng thời những bài hát mà chúng tôi trình bày trong những cái đường live này sẽ mang đến những cảm xúc, những cái thông điệp yêu thương về đến quý vị. Xin chào bạn Vân Anh nha. Dạ. Chúng tôi xin chia sẻ lại những cái sản phẩm áo thun tập hợp chương trình những gì mình xem. Thì đòi hỏi chúng ta phải hoạt động nhiều, chạy nhảy cũng như là kéo người trước kéo người sau, cho nên là chất liệu thun cơ tông qua dạng 4 chiều này sẽ giúp cho là quý vị khi mặc vào sẽ không mất mồ hôi, không bị ngứa và đặc biệt là thông thoáng cho từ 8 đến 10 tiếng. Chính vậy nên quý vị hãy yên tâm khi lựa chọn cái chất liệu cũng như là